Chào mừng bà con quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Hôm nay chúng tôi xin mời bà con qua trao đổi với chỗ anh Đảm. Anh có thâm niên rất nhiều năm trong điều trị cái bệnh trên bò. Và chúng tôi xin chào anh Đảm. Và thì hôm nay anh Đảm đang đi điều trị cho cái ca bệnh ký sinh trùng. Để cho bà con hiểu biết về cái bệnh này hơn ấy, thì chúng tôi cũng rất mong muốn anh chia sẻ những cái kinh nghiệm bao nhiêu năm làm về bò sữa của anh. Thì câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh là nhận biết một cái con bò như thế nào, là bệnh nó có biểu hiện về ký sinh trùng anh? Nhất là về đối với cái bệnh ký sinh trùng này thì nó xảy ra theo mùa. Ví dụ vào mùa tháng 3, tháng 4 này là cái mùa chuyển mùa. Thứ nhất là nó sẽ có nhiều những con động vật như kiểu côn trùng nó lây bệnh, như ruồi, muỗi, ve. Thì thường thường là bò nó thường gặp cái bệnh ký sinh trùng là sau khi đẻ. Ví dụ như con này đây, sau khi đẻ là hôm nay nó đẻ được hơn 10 ngày. Có những biểu hiện là sốt hình răng cưa, nghĩa là hôm sáng sốt có khi chiều lại không. Và biểu hiện là giảm ăn, chê cám và các niêm mạc của nó là nhợt nhạt. Biểu hiện là sữa tụt và bò hơi gầy. Như con bò này là của chủ nhà là mới mua, là nó chuyển vùng, là chủ nhà mua ở Ba Vì. Thế về đây mới được hơn một tháng thì nó vừa đẻ được hơn một tuần thì con này nó đang hiện tượng ký sinh trùng. Chúng tôi đang chuẩn bị truyền ký sinh trùng cho con vật này. Triplin là một trong những sản phẩm trị ký sinh trùng tốt nhất của Interchemi Hà Lan. Xin hỏi anh là cái này thì hãng khuyến cáo cho chúng tôi là tiêm bắp. Còn trên mình là anh vừa tiêm và anh vừa truyền luôn. Đối với cái sản phẩm Triplin này thì nó có hai cách. Trong cái tờ hướng dẫn thì người ta không hướng dẫn là truyền vào tĩnh mạch. Nhưng mà tôi thì làm cái Triplin này chắc tầm cỡ khoảng 7-8 năm đối với sản phẩm này rồi. Thì tôi thường thường ví dụ như con bò mà bị nặng là tôi truyền luôn vào tĩnh mạch. Còn tiêm có thể vẫn được, tiêm bắp cũng được, nhưng mà tiêm có thể cái lượng thuốc vào nó sẽ lâu hơn và con bệnh nó sẽ chậm khỏi hơn. Tôi thì gần như là truyền 100% chứ không tiêm. Tuy là trong cái khuyến cáo là không thấy có ghi là truyền tĩnh mạch, nhưng riêng tôi thì đã truyền là 7-8 năm cái sản phẩm này rồi. Và đối với con bò thì không vấn đề gì cả. Xin cảm ơn anh. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mời bà con xem chỗ các cái thao tác truyền cái này cho cái điều trị cái con bò bị ký sinh trùng này. Muốn truyền ký sinh trùng thì thường thường mọi người có khi là hoặc tiêm là người ta sẽ dùng bằng thuốc để bổ trợ là chống sốc, ví dụ như caffeine hay là B12 hoặc thuốc bổ. Đối với tôi thì riêng truyền ký sinh trùng thì tôi truyền luôn bằng cái chai nước Enzyme 100. Trong này nó có đủ thành phần, một là cung cấp lượng một ít đường giải độc và bù nước, nhất là con bò mà sau khi đẻ thì cái này là tôi sẽ truyền trước khi truyền ký sinh trùng. Chờ đợi truyền cái chai nước, nước kia thì tôi sẽ dùng cái mọi người nên chú ý là pha thuốc ký sinh trùng tất cả Triplin hay là Arginine, tất cả các thuốc ký sinh trùng thì nên pha bằng cái nước muối sinh lý 0,9. Thường thường có người sẽ pha bằng cái nước đường, nhưng nước đường thì pha với cái thuốc ký sinh trùng thì sẽ hơi bị có những cái hơi bị kết tủa. Người ta dùng cái nước muối sinh lý 0,9%. Thì đây là tôi thao tác là đây, tôi truyền hai gói. Đối với con này thì một gói này nó sẽ cho 3 tạ 300 kg. Nhưng đối với con bò này thì nó chỉ đạt khoảng tầm 4 tạ 4,5 tạ. Nhưng mà tôi vẫn là hòa bằng hai gói, xong đó chia đều ra để tôi pha tỷ lệ truyền cho nó. Ví dụ con này tôi chỉ truyền 1,5 gói, nhưng mà bắt buộc là vì đã bỏ hai gói ra phải pha và truyền. Mỗi
muốn để đều thuốc thì tôi rít khoảng 40cc nước sinh lý và cho vào hai gói. Đấy, tôi pha vào hai gói để tí nữa khi mình rít tỷ lệ là tầm khoảng 4 tạ rưỡi ra thì nó sẽ hợp lý hơn. Đây là pha thêm B12. Thì nếu như trong thành phần cái B12 thì là pha cùng với thuốc kính chung được, Chimoni này được. Để trước vào đây. Đấy. Và như tôi nói là tôi rít 40cc nước để hòa đây, thì bây giờ là hiện tại tôi sẽ rít khoảng 20cc thôi. Vì để tránh tình trạng để nó sốc, thì ví dụ con này 4 tạ rưỡi thì tôi sẽ truyền bằng 20cc là bằng 3 tạ. Đấy, 3 tạ thì khi còn gần cuối cùng tôi sẽ rít nốt 10 đến 15cc cho dần vào và theo dõi biểu hiện con bò nó có triệu chứng sốc hay không. Và khi pha thuốc lên giữa nước sinh lý và B12 và Chimunin thì ta nhìn một cái nước là nó sẽ trong vắt, nó không có bị cắn bẩn, kết tủa. Thuốc gần hết. Nếu như một số bà con hoặc là kỹ thuật viên mới thì chúng ta nên khóa lại. Nhưng mà đối với như bọn tôi thì làm thì nhìn vào đây và bóp mạnh mạnh lên đây thì nó sẽ hết, chuyển vào đây luôn là nó sẽ không có lọt khí vào. Đấy. Vừa rồi Đức Anh nói là anh bơm 20cc thuốc trước, còn số còn lại thì anh bơm sau hả? Số còn lại thì tí nữa. Ví dụ là nước sẽ chảy còn đến đây, thuốc chảy đến đây. Và đó là nhìn cái biểu hiện con bò, ví dụ như mắt này, mồm này, nó không xẻo dãi này, mắt vẫn tinh mà không có biểu hiện giật cơ ở đây. Thì ta bắt đầu bơm dần. Thì thường thường có những con bò nếu như, ví dụ như truyền hai gói, thì con này là 4 tạ rưỡi thì có thể là truyền một gói rưỡi. Nhưng có những con có thể là 4 tạ rưỡi nhưng có khi truyền đến 3 tạ, có những con sẽ biểu hiện thì lúc đấy một là ta vặn cái này, vặn cái khóa này cho chảy chậm lại. Nhưng đây tôi cho chảy là chảy nhanh. Nhưng nếu mà thấy có biểu hiện run giật giật cái cơ này, thường thường con bò mà hay bị phản ứng là đầu tiên là cái cơ này sẽ giật. Cơ này và cơ này nó sẽ run đầu tiên. Và mắt có biểu hiện là nháy nháy. Thế nhưng mà như mọi người thì nhất là bà con nông dân thì nên là cho chảy chậm. Ví dụ như tôi sẽ điều chỉnh bằng chạy này. Đấy là nếu mà dùng cái lọ kính trùng thì bà con ngồi sẽ hơi lâu một tí nhưng sẽ cho chảy chậm này. Nhưng mà như tôi làm thì tôi sẽ cho chạy bằng vặn hết cái khóa này. Vì làm thì bọn tôi đứng ở đây là chúng tôi vừa theo dõi cái biểu hiện của con gia súc nên chúng tôi biết được. Nếu bà con nông dân mà tự mua thuốc về và truyền lấy thì nên là cho khi cái chai này là cho chạy chậm lại. Anh sẽ chia sẻ thêm cái kinh nghiệm mà nếu như trong tình huống mà nó sốc hay là như nào đó thì bà con sẽ làm thế nào? Nếu thường thường thì nếu bà con mà truyền mà gặp trong tình huống sốc, thứ nhất là ta sẽ khóa cái này lại, khóa này lại. Xong đó ta dùng 20cc caffeine, ta lấy kim nhỏ bơm thẳng vào đây, cho chảy trực tiếp, bơm thẳng vào đây. Ví dụ là tôi sẽ bơm vào đây, lấy kim nhỏ bơm để cái caffeine sẽ vào trước, hoặc là glucose. Glucose thì nếu tiêm vào đây thì nó sẽ chạy chậm vì nó có sẽ có bọt khí và thuốc nó sẽ chậm lại thì ta tiêm bắp. Sau khi mà được 10-15 phút thì ta lại có khi lại truyền tiếp. Đấy, nhưng mà thường thường là sốc là giai đoạn là gần như là giai đoạn gần hết thuốc thì nó mới biểu hiện sốc được. Bà con lưu ý là khi đây là tôi chưa, vì thường thường là nếu mà truyền cái này là ta phải dùng cái kim để thông hơi. Ví dụ là ta sẽ chọc người này thì nó sẽ nhanh. Nhưng mà tôi thường thường là tí nữa tôi mới chọc, nên là tại sao là cái chai nó lại móp lại. Con bò này nó bệnh lâu chưa mà nó gầy quá anh cả? Con bò này thì theo được biết là nó sẽ bị trước khi đẻ. Vì gia chủ nó mua cũng đã gầy mà lại bò chuyển vùng. Bò mua bao vì mà về với Vĩnh Phúc. Nguyên cái chuyển vùng đấy đã là cái bệnh sẽ xảy ra cái bệnh ký trùng, là bệnh chuyển vùng. Ngày xưa gọi là bệnh ngắt nước. Nhưng mà mình gọi là bây giờ gọi là bệnh ký trùng. Mà sau khi đẻ thì nó sẽ kết hợp là con bò nó sẽ đẻ xong thì nó sẽ cơ thể nó bị yếu. Và lúc đấy bệnh nó sẽ gây lên, và nhất là mùa mưa này, mùa côn trùng nhiều này sẽ tỷ lệ sẽ mắc được càng.
À, bà con cũng muốn hỏi anh một câu nữa là làm nào để phòng cái bệnh này? Phòng bệnh thì một năm là nó có ba mùa thì ta sẽ tiêm vào, nếu như mình chăn nuôi lâu dài thì thường thường là đối với con, nhất là con bò sữa, thì khuyến cáo bà con là cứ đẻ xong thì ta tiêm phòng từ 15 đến 30 ngày sau khi đẻ là ta nên tiêm hoặc truyền ký trùng. Và nếu như vào mùa này, vào tháng 3 này, nếu như con bò nào mà có thể là mình mua bò chửa về cho ăn một tuần, khi nó quen chuồng thì ta cũng tiêm phòng. Và tháng 3, tháng 8 là quan trọng nhất. Thế còn như nuôi bò sữa ở đây thì chúng tôi thì thường thường là cứ đẻ xong là chúng tôi truyền và tiêm. Và có những con nào mà có thể biểu hiện nó rõ hơn thì có thể là tiêm trước khi đẻ. Tiêm trước khi đẻ cũng trước khoảng 15-20 ngày. Anh vẫn dùng cái Tribulin này để phòng? Tôi vẫn dùng Tribulin. Cái liều phòng và liều điều trị thì sao? Liều phòng điều trị thì nếu liều phòng thì tiêm bắp thì tôi tiêm bằng đủ liều. Ví dụ con bò này, nếu tôi tiêm bắp thì tôi tiêm 5 tạ. Vì tiêm bắp nó sẽ chậm hơn. Vâng. Nhưng mà nếu mà truyền vào tĩnh mạch tôi chỉ truyền 4 tạ rưỡi. Vâng. Bây giờ ký trùng thì nó lại khác với ngày xưa, là bây giờ có thể có 30. Nên thường thường bọn tôi dùng là có, không phải là một ngày, ngày xưa là thường tiêm một mũi hoặc là hai mũi, nhớ mỗi ngày mũi. Nhưng bây giờ có những con là chúng tôi phải truyền đến 3 ngày đến 4 ngày thì mới hết được cái bệnh ký trùng. Xin hỏi anh nữa là về vấn đề về điều tiêu diệt vật chủ trung gian rồi ruồi muỗi kiến gián thì anh có khuyến cáo gì bà con không? Khuyến cáo bà con là nhất là vào mùa mưa này thì nên là một tuần khử trùng 2 lần là diệt muỗi. Côn trùng thì ve dùng thì ta xịt muỗi, hoặc là con giận là nên là ví dụ có thể có những con giận quá thì chúng ta cũng tiêm mỗi cái mũi diệt ve giận. Chị lộ ngoại kính trùng. Vâng. Còn phun sát trùng diệt ruồi mòng các vật chủ trung gian hút máu ở xung quanh chuồng trại nhà mình đúng không anh? Vâng. Vâng, nói chung là bà con phải lên giữ vệ sinh tốt. Vâng. Đấy, nhưng con người này thì mọi người nhìn đấy, con bò nó vẫn chưa có biểu hiện gì thì tôi sẽ bơm thêm một lượng thuốc nữa vào. Ví dụ đây là còn 20cc tôi sẽ bơm này. Đấy, coi là vừa đủ 4 đạ rưỡi. Đấy. Bà con chú ý nhé, đây là một cái kinh nghiệm của người điều trị rất là lâu năm rồi. Anh không truyền một lần đủ hết luôn đúng không anh? Vừa truyền vừa quan sát rồi chúng ta dần nâng cái liều cho nó phù hợp với lại hướng dẫn của nhà sản xuất lên. Đấy, con cơ thể những con này yếu. Đấy, mọi người bắt đầu nhìn thấy này. Khi truyền đến tầm này thuốc là con bò có một biểu hiện thở mạnh hơn này. Đấy. Đấy, nhìn bắt đầu thở này khác hơn. Thì lúc đấy nếu như bà con muốn để an toàn thì cái lượng thuốc các bà con lại cho nhỏ lại này. Đây, ví dụ này. Đây, như con bò này là khi truyền đến gần đủ liều lượng thuốc, ví dụ là truyền nó đầy đủ 4 đạ rưỡi thì con bò sẽ có biểu hiện thở mạnh hơn. Đấy, nhìn thở, các đồng chí nhìn thở mạnh hơn từ lúc trước khi truyền. Đấy, đây. Đấy, thì bắt đầu tôi sẽ cho trải chậm này. Đấy. Và con nên chú ý, vì tầm này là bắt đầu gần hết thuốc là bắt đầu con bò nó. Có những con như con này thì nó biểu hiện cũng bình thường vì con này nó. Như con này thì tôi khẳng định là sau khi truyền khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng thì nó sẽ phọt cần câu. Nó sẽ phá đi à. Những con nào mà truyền xong ký trùng từ 1 tiếng quay về đến 2 tiếng mà phụt cần câu gần như đi nước, à đi đái, thì những con bò đấy gần như là 100% là kính trùng, gần như là chỉ 2 mũi là con bò sẽ khỏi. Thì anh nói là nó có biểu hiện thế là chúng ta là những con bò đó nó sẽ nhanh khỏi hơn hả? Vì gần như là con bò nó đang bị nặng, khi truyền kính trùng mà phọt hết, nó gần như là tháo bỏ cái độc tố ra ngoài, thì gần như là con bò sẽ truyền 2 hôm. Thì đó cũng là một trong những cái kinh nghiệm chuyên ngành tốt đó bà con. Bà con để ý cái thông tin này nhé. Tiền đủ thuốc. Bỏ. Con này thì anh điều trị được mấy hôm rồi? Hôm nay tôi bắt đầu. Hôm qua chỉ chuyển nước. Tiên lượng mấy cái con thở phì phò, mấy con thở phì phò thôi cả. Thì độ mấy hôm khỏi? Con này độ mấy hôm? Không, con này nó chỉ là một lúc sau nó đỡ chứ. Đây là do lượng thuốc vào thì nó thế thôi. Thì đấy là một trong những cái biểu hiện mà sau khi dùng thuốc thì nếu bà con có gặp thì cũng đừng có hoang mang, đúng không? Cũng đừng có sợ hãi, đừng có hoang mang. Thì có những con nó còn chồm chồm rồi. Nhưng mà con này nó chỉ là đấy, nhưng nếu mà mình cứ cho trẻ thì tí nữa nó sẽ thở nặng hơn, sẽ thở gấp hơn. Nếu mình cho nhẹ này thì lại vẫn bình thường. Nếu có một cái lời khuyên cho bà con điều trị cái bệnh này, dùng cái sản phẩm này thì anh có gửi cái lời khuyên gì cho bà con theo kinh nghiệm của anh? Nghiệm tôi thì bà con nói chung là truyền cái thuốc sản phẩm Tribulin này ạ. Thì là
Chuyên mà tĩnh mạch thì chậm, còn tiêm tiêm bắp thì là thoải mái. Tiêm vào bắp bắp thịt này thì thoải mái, còn truyền này thì các đồng chí cứ truyền chậm như này thì an toàn tuyệt đối. Đấy, nhưng mà tôi thì nó thì cho chạy chạy nhanh hơn, nhưng mà nếu mọi người cho chạy chậm. Đấy, khi lượng hết rồi. Thôi thì tôi cứ khuyến cáo bà con là chạy chậm thôi anh nhá. Học theo anh thì hơi khó. Dễ mà. Đấy, nhưng mà nó cũng không nên an toàn cho con động vật nuôi. Ví dụ là như ví dụ không may con bò, ví dụ con bò này có thể phản ứng sốc thì có như chúng tôi ở đây thì có thể sẽ là kịp thời. Nhưng bà con nếu mà không ấy thì bà con lại có khi là nó rất là hộ hoảng. Cái ý tôi nói là cái truyền lần sau hay là mũi tiêm tiếp theo thì ngày mai hay chiều nay hay bao giờ anh? Nghĩa là ngày mai, sáng mai tôi lại truyền tiếp. Vì cái này nên truyền mỗi ngày một lần thôi. À, truyền mấy lần thì? Chắc là truyền con này thì truyền 3 lần, 3 hôm. Mỗi ngày một lần? Mỗi ngày một lần. À, anh có lời khuyên gì về thời gian trong ngày không? Hay là lúc nào? Tốt nhất. Dr. Vet cũng cảm ơn anh, một chuyên gia trong ngành bò rất là lâu năm. Chúng tôi cũng xin phép là đưa số điện thoại của anh lên để nếu bà con có gì không biết thì bà con hỏi anh nhé. Vâng. Nói chung là chúng tôi có biết đến đâu bọn tôi sẽ cố gắng gọi là hướng dẫn bà con đến đấy. Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn anh và xin hẹn bà con ở những video tiếp theo. Kênh Dr. Vet kết hợp với chỗ anh Đảm, mà kênh Dr. Vet đã gọi vui tôi hay gọi anh là giáo sư Đảm. Nhưng mà giáo sư Đảm tự phong nhá. Xin chào bà con.